Mến chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một bài nhảy theo phong cách Super Dance dựa trên nền nhạc của bài hát Bông Hoa Đại Đoàn Kết. Thì bài này được chia làm 6 tổ hợp. Và trước khi vào phần hướng dẫn, mình sẽ đi trước một lượt, rồi sau đó mình sẽ quay lại hướng dẫn chi tiết. 5, 6, 7, bắt đầu. Tổ hợp 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tổ hợp 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tổ hợp 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tổ hợp 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tổ hợp 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tổ hợp 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Và đó là tất cả các bước trong bài Bông Hoa Đại Đoàn Kết. Và bây giờ chúng ta vào phần hướng dẫn chi tiết. Chúng ta đến với tổ hợp 1. Tổ hợp 1 gồm 10 bước. Chúng ta thực hiện với chân phải trước. Chúng ta dùng gót chân phải, chúng ta đá lên phía trước, chúng ta đến vào 1. Sau đó nhịp thứ 2 chúng ta đá mũi chân ra phía sau. Và nhịp thứ 3 thì chúng ta lại đá chân sang ngang. Và nhịp thứ 4 thì chúng ta thu chân về. 4 nhịp tiếp theo chúng ta thực hiện với chân trái. Chúng ta đá gót chân trái về phía trước, sau đó chúng ta đá mũi chân về phía sau, rồi chúng ta đá sang ngang, chúng ta thu về. Rồi tiếp theo là hai bước đi bộ. Hai bước đi bộ, chúng ta đi bộ tại chỗ. Giờ mình bắt đầu đếm nhịp như sau. 1, 2, 3, 4. Chúng ta thực hiện với chân trái. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi mình thực hiện lại tổ hợp 1 một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi tiếp theo chúng ta đến với tổ hợp số 2. Tổ hợp số 2 chúng ta thực hiện bước đá gót. Và chúng ta vừa đá vừa xoay tròn nhé các bạn. Cũng bắt đầu bằng chân phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tổ hợp số 2 chúng ta cũng có 10 bước. Giờ mình thực hiện lại tổ hợp số 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giờ chúng ta bước vào tổ hợp số 3. Tổ hợp số 3 thì chúng ta bước chân phải sang ngang. Rồi chúng ta đá mũi chân trái ra phía sau. Sau đó chúng ta lại bước chân trái sang ngang và chúng ta đá mũi chân phải ra phía sau. 4 nhịp tiếp theo thì chúng ta có bước quả tráng. Chúng ta bắt đầu bằng chân phải. 5, 6, 7, 8. Rồi mình bắt đầu đếm nhịp tổ hợp số 3. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình thực hiện lại tổ hợp số 3 một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tới đây chúng ta lại thực hiện hai bước đi bộ. 9, 10. Tức là tổ hợp số 3 chúng ta cũng có 10 bước. Mình thực hiện lại tổ hợp số 3 một lần nữa. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Rồi chúng ta bước vào tổ hợp số 4. Tổ hợp số 4 thì chúng ta thực hiện bước đá về phía trước. Chúng ta đá gót về phía trước, bắt đầu bằng chân phải. Chúng ta đá gót chân phải về phía trước, đánh là 1. Tiếp theo chúng ta thực hiện với chân trái là 2, 3, 4. Rồi mình thực hiện lại. 1, 2, 3, 4. Rồi tiếp theo chúng ta thực hiện bước quy gồ. Rồi chân phải chúng ta bước lên phía trước, chúng ta đánh là 5. Sau đó chúng ta đi xuống là 6, chân trái là 7, chân phải là 8. Rồi mình thực hiện 4 bước quy gồ. 1, 2, 3, 4. Rồi tới đây thì chúng ta thực hiện thêm 3 bước đi bộ. 1, 2, 3. Rồi mình thực hiện lại tổ hợp số 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tổ hợp số 4 chúng ta có 11 bước. Mình thực hiện lại tổ hợp số 4 thêm một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tư thế này chúng ta bước vào tổ hợp số 5. Tổ hợp số 5 thì chúng ta thực hiện với chân trái trước. Chúng ta đá gót chân trái xéo về bên phải là nhịp 1, nhịp 2 chúng ta thu về. Chúng ta lại thực hiện với chân phải, chúng ta đá xéo sang bên trái là nhịp 3. Nhịp 4 thì chúng ta thu chân về. Rồi, mình thực hiện tổ hợp số 5. 1, 2, 3, 4. Rồi, tiếp theo nhịp thứ 5 thì chúng ta bước chân phải sang bên ngang, rồi thu chân trái. Rồi sau đó chúng ta lại bước chân trái, chúng ta thu chân phải. Khi chúng ta bước chân phải thì tay chúng ta vung lên trên cao, tay phải chúng ta vung lên trên cao. Khi chúng ta thực hiện với chân trái thì kết hợp với tay trái chúng ta vung lên trên cao. Rồi mình bắt đầu đếm nhịp như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi mình thực hiện lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi 4 nhịp tiếp theo thì chúng ta lại thực hiện bước quả chám. Kết hợp với hai tay chúng ta đưa từ ở dưới đưa lên trên cao. Rồi chúng ta từ từ hạ tay xuống. Rồi mình bắt đầu đếm nhịp. 9, 10, 11, 12. Mình thực hiện lại 4 bước. 9, 10, 11, 12. Rồi bây giờ mình thực hiện lại tổ hợp số 5 gồm 12 bước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mình thực hiện lại tổ hợp số 5 một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi tư thế này chúng ta bước vào tổ hợp số 6. Tổ hợp số 6 chúng ta thực hiện tương tự giống tổ hợp 5. Nhưng lần này chúng ta thực hiện với chân phải. Chúng ta lại dùng mũi gót chân phải chúng ta đá về bên trái là nhịp 1, nhịp 2 chúng ta thu chân về. Và nhịp 3 chúng ta thực hiện với chân trái, chúng ta đá xéo sang phải. Nhịp thứ 4 chúng ta thu chân về. Và nhịp thứ 5 thì chúng ta lại bước chân trái sang ngang, thu chân phải, kết hợp với tay trái lên cao. Rồi nhịp thứ 7 chúng ta lại thực hiện với chân phải, kết hợp với tay phải. Nhịp thứ 8 thu chân trái. Và sau đó chúng ta lại thực hiện bước chám, bắt đầu bằng chân trái. Hai tay chúng ta vung lên trên cao, rồi chúng ta từ hạ tay xuống. Rồi mình bắt đầu đếm nhịp như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Thêm một nhịp nữa thì chúng ta lại đi bộ bằng chân trái là 13. Tức là tổ hợp số 6 chúng ta có 13 bước. Mình thực hiện lại tổ hợp số 6 một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mình thực hiện lại tổ hợp số 6 một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Và như vậy là hết bài rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ xâu chuỗi toàn bộ cả 6 tổ hợp để cho thành một bài hoàn chỉnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Và đó là tất cả các bước trong bài. Và chúng ta cứ thực hiện từ tổ hợp 1 tới tổ hợp số 6. Chúng ta thực hiện như vậy 4 lần là hết bài nha các bạn. Và bài của chúng ta đến đây là hết rồi. Mình chúc các bạn học bài này thành công. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.